Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 466. Thần Đạo Đan Tôn chương 4659, áp chế thánh nhân. Chư Đông Khôi cất bước tiến lên, hắn nghênh tiếp Hỏa Long, hắn vươn tay bắt lấy Hỏa Long, sau đó hai tay phát lực, ba, Hỏa Long bị hắn xé nát. Khốn kiếp, quá bạo lực. Lăng Hàn cảm thấy da đầu run lên, Chư Đông Khôi mạnh như thế nào? Không không không, Chư Đông Khôi này chính là ý một đám ý niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng biến thành. Một đám ý niệm trong đầu đã cường đại như thế, từ đó có thể tưởng tượng Thánh Hoàng lúc trước mạnh đến mức nào. Chư Đông Khôi vứt bỏ Hỏa Long, hắn lao tới tấn công Ly Hỏa Thánh Nhân, hai tay của hắn vung vẩy, vô tận đạo tắc hóa thành kiếm chém về phía Ly Hỏa Thánh Nhân. Hắn mạnh bao nhiêu? Chỉ dùng chân ngã cảnh mà nói, đế thuật trong tay hắn có thể phát huy ra chiến lực thập nhị trọng thiên, đặt trong thánh nhân cảnh còn mạnh hơn lẽ thường. Oanh, 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 mấy chiêu mà thôi, Ly Hỏa Thánh Nhân đã bị áp chế, trong trận chiến cùng giai, Chư Đông Khôi mạnh đến nổi không có thiên lý. Chỉ 17 chiêu, Chư Đông Khôi một cước đá Ly Hỏa Thánh Nhân bay ra xa. Ly Hỏa Thánh Nhân ổn định thân thể, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia máu tươi, ngực hắn bị đá trúng một cước. Hắn bị đá bay ra ngoài, hình tượng của hắn cũng thay đổi, việc này cũng làm người ta chú ý. Tiếp theo, Chư Đông Khôi thản nhiên nói, Ly Hỏa Thánh Nhân bại, chỉ 17 chiêu mà thôi. Khó trách Chư Đông Khôi dám buông hào ngôn, chỉ cần tiếp được trăm chiêu của hắn là vượt qua kiểm tra. Phải biết rằng có thể thành thánh giả, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Sáu thánh nhân còn lại không nói gì, chiến lực của bọn họ không kém gì Ly Hỏa Thánh Nhân, cho dù là mạnh hay yếu. Khác biệt rất nhỏ, cho nên Ly Hỏa Thánh Nhân bại trong 17 chiêu, đổi thành bọn họ cũng có kết quả giống nhau. Đi lên là tự rước lấy nhục, thế nhưng đại đế truyền thừa vứt đi như vậy. Hừ, bản thánh còn chưa có bại. Ly Hỏa Thánh Nhân vận dụng đế binh, khốn kiếp, lão tử là đế tộc. Trong tình huống nắm giữ đế binh trong tay, hắn sẽ mạnh nhất thiên hạ, tại sao lại tuân theo quy củ của ngươi chứ? Chư Đông Khôi nhìn xung quanh, nói, đế binh. Không sai. Ly Hỏa Thánh Nhân lạnh lùng nói, giao ra truyền thừa của Thiên Lạc Thánh Hoàng, nếu không đừng trách bản thánh không khách khí. Ha 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 ha. Chư Đông Khôi cười to, không coi ai ra gì, giống như hắn không đặt Ly Hỏa Thánh Nhân vào mắt. Việc này càng làm Ly Hỏa Thánh Nhân giận dữ, nhưng hắn tay cầm đế binh, thiên hạ không đế, hắn là mạnh nhất. Ngươi dám xem thường ta. Ông, đế binh lập tức sống lại, đế uy tràn ngập và đáng sợ không cách nào hình dung. Đế, thiên hạ vô địch, hỏi lại ngươi một lần nữa, Thánh Hoàng truyền thừa ở đâu? Chư Đông Khôi cười cười, hắn chủ động tấn công, song trưởng tấn công Ly Hỏa Thánh Nhân. Đây chính là câu trả lời của hắn, muốn chết. Ly Hỏa Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, bích thủy kiếm chém ra một tia sáng như tấm lụa, dường như tinh không tối tăm cũng bị nó thắp sáng. Đế binh phát uy, chém một gã thánh nhân thì có gì phải suy nghĩ chứ? Hồng Quang Thánh Nhân lắc đầu, cảm thấy Chư Đông Khôi thật sự ngông cuồng không nói đạo lý, kết quả lại tự chịu diệt vong. Cạch, một âm thanh như thiên địa sơ khai vang lên. Cái gì? Mọi người cảm thấy da đầu run rẩy, bởi vì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Chư Đông Khôi duỗi tay phải bắt lấy bích thủy kiếm. Khốn kiếp, đây chính là đế binh chính thức, cũng không phải hàng nhái. Đế binh chém xuống tương đương với đại đế ra tay, một thánh nhân có thể ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, trên tay phải Chư Đông Khôi xuất hiện đạo tắc, đó là năng lượng tầng thứ cao màu hỗn độn, có đạo tắc điệp ra nên hắn có thể đối kháng đế binh. Phải biết rằng, tại sao đế binh lại cường đại đến mức có thể chảm thánh nhân? Bởi vì đế binh bị đại đế tế luyện, từ đó nó có thể dẫn động đạo tắc tối cao, dùng đạo tắc nghiền áp, mặc ngươi là thánh nhân hay không thánh nhân. Tất cả đều hóa thành cho bụi. Chư Đông Khôi lại có thể dẫn động đạo tắc tầng thứ tối cao, cho nên hắn có tư cách đối kháng đế binh. Mà năng lượng tầng thứ cao cửu tinh triệt tiêu lực phá hoại bản thân đế binh, đạt đến cân đối hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, các thánh nhân run rẩy. Tay không tiếp đế binh, tên khốn kiếp này là quái vật gì thế? Tổ vương, chỉ có tổ vương mới có thể làm được. Bọn họ lại chủ động khiêu khích tổ vương chủ động khiêu khích, đây không phải tự rước tử lộ sao? Lúc trước Đa Gia Phật chỉ là chuẩn đế đã có thể đồ sát sạch sẽ thánh nhân trên thế gian, nếu một vị tổ vương xuất thế, thánh nhân. Cho dù tất cả thánh nhân đế tộc mang theo đế binh cũng bị đại đế đánh chết. Đại đế vô địch,
đây không phải chỉ nói mà thôi. Nhưng mà thi thể Thánh Hoàng thì như thế nào, có thể thoát khỏi Đại Đế tìm kiếm hay sao? Hí, trong khoảng thời gian ngắn, các thánh nhân hiểu ra. Đây là thần niệm của Thánh Hoàng biến thành. Khó trách mạnh đến nổi không có thiên lý, trong chiến đấu cùng giai, ngay cả thánh nhân cũng bị hắn đánh bại trong 17 chiêu. Phải biết rằng đế tử là cùng giai vô địch, đại đế chân chính thì sao? Bái kiến Thánh Hoàng đại nhân, các thánh nhân quỳ xuống, mà những tiểu bối đế tộc đều quỳ xuống. Đế, cao cao tại thượng, không người nào có thể bình khởi bình tọa. Ha ha ha, cái gì Thánh Hoàng cái giám hoàng, ta chính là Chư Đông Khôi. Chư Đông Khôi tiện tay bắn đế binh trở về, hắn đứng chắp tay, thần thái rung động lòng người. Đáng tiếc, ai cũng biết đây chỉ là một đám thần niệm của Thánh Hoàng biến thành. Từ khi thi thể Thánh Hoàng xuất hiện, khi đó ý niệm này sẽ dần dần biến mất, tuyệt đối không thể bền bỉ. Thiên địa vận chuyển theo quy luật, người chết đạo tiêu, đây là việc đại đế cũng không cách nào cải biến. Muốn vượt qua kiểm tra, ngăn cản 100 chiêu của ta là được. Chư Đông Khôi cười ha ha, kỳ thật việc này không buồn cười, chỉ có hắn cười mà thôi. Thánh nhân khá tốt, những bọn tiểu bối lại cười, bởi vì biết không thể cười, sợ chọc giận vị Thánh Hoàng hóa thân này nên phải cười. Tiền bối, chúng ta thì sao? Lăng Hàn hỏi. À, các ngươi vượt qua kiểm tra. Chư Đông Khôi vung tay lên, ba người Lăng Hàn bị cuốn đi, không biết bọn họ bị cuốn đi nơi nào. Bảy thánh nhân không dám ngăn cản, Thánh Hoàng đang ở trước mặt, cho dù là một đạo thần niệm cũng không ai dám sàng bậy. Bọn họ có đế binh nơi tay, nhưng nhiều lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn áp chế một vị Thánh Hoàng. Nói đùa sao? Muốn ngăn cản trăm chiêu của Thánh Hoàng, chúng ta khẳng định không được. Bảo thế hệ Hoàng Kim tới, bọn họ có tiềm chất thành đế, có lẽ có thể ngăn cản được. Thiện. Bảy thánh nhân đều gật đầu, nếu thế hệ Hoàng Kim không ngăn nổi trăm chiêu của Thánh Hoàng, như vậy bọn họ có tư cách gì trùng kích đế lộ? Bọn họ phải lui ra khỏi di thể Thánh Hoàng, nơi này che đậy tín hiệu tinh võng hoàn toàn, tất nhiên phải đi ra ngoài trước. Nhanh, ba tiểu bối của chúng ta vào trước. Phật tộc lần này đụng đại vận, không ngờ tìm được hạt giống ưu tú như thế. Có cần áp chế một chút hay không? Nước của Phật tộc phi thường sâu, chỉ tam thập tam thiên Phật thổ và Phật tộc bốn thiên vực đã rất mạnh rồi, áp chế sao được? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4660, nhớ nhung. Ba người Lăng Hàn bị hào quang bao phủ và bắt đầu xuyên qua cực nhanh. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, ba người một đường bay từ cánh tay phải của thi thể Thánh Hoàng bay sang cánh tay trái. Sau đó, bọn họ phát hiện nơi này có núi xanh sông dài. Bình thường không có gì lạ, giống như trước kia. Đến, tiếp tục dùng mai rùa dò đường, Đại Hắc Cẩu nói. Tốc độ của bọn họ không bằng thánh nhân, cho nên muốn thăm dò nơi này cần 10 ngày nửa tháng, mà thánh nhân chỉ cần một buổi mà thôi. Bởi vậy, mai rùa, chỉ đường là thứ mấu chốt. Ông, sau khi xoa máu tươi, mai rùa lại bắt đầu sáng lên. Xem đi, máu của ngươi không có lãng phí. Đại Hắc Cẩu chỉ vào mai rùa, nó nói với Tiểu Thanh Long. Cút! Tiểu Thanh Long tức giận, còn dám châm chọc nó. Bọn họ đi theo tia sáng, ba ngày sau, bọn họ đi tới điểm cuối cùng. Lần này, ánh sáng chỉ lên đỉnh núi. Bọn họ đi vài bước, trong đầu xuất hiện tình cảm nhớ nhung, Lăng Hàn nghĩ đến Kiều Thê Nữ Hoàng, Hồ Nữ, còn có Lăng Hy các nàng. Đồ lót hoa, đồ lót trắng, đồ lót đen. Đôi mắt Đại Hắc Cẩu biến thành mông lung, cảm giác như sắp khóc. Phụ thân, trên mặt Tiểu Thanh Long đầy nhớ nhung. Khốn kiếp, lại bị ảnh hưởng. Úm, ma, đi, á, mễ, hồng. Lăng Hàn lập tức vận dụng lục tự minh vương chú làm người ta tỉnh ngộ, cũng đâm vào sâu trong thức hải. Ba người đồng thời giật mình, nhớ nhung trong lòng rút lui. Trước kia hắn cười to, mọi người không tự chủ cảm thấy thận trọng. Lăng Hàn cau mày nói. Ha ha, lão Hắc, thì ra trong lòng của ngươi, thứ chân quý nhất chính là đồ lót. Tiểu Thanh Long cười to. Đại Hắc Cẩu không cho là đúng, nó lắc lắc bờ mông, bằng không ngươi cho rằng thế nào. Tiểu Thanh Long vội vàng dùng móng vuốt che mặt, sáng chói mắt long ra ta, sắp bị mù rồi. Hắn cũng rất im lặng, vốn tưởng rằng bắt lấy chỗ đau của Đại Hắc Cẩu, không nghĩ tới tính cách không biết xấu hổ của Đại Hắc Cẩu lại không quan tâm chút nào. Ba người đều vận chuyển lục tự minh vương chú, sau đó bắt đầu đi lên núi. Không bao lâu,
bọn họ đã lên tới nơi này có một người đang ngồi sẵn, tóc dài tới eo, bóng lưng hết sức nhỏ nhắn, có lẽ là một nữ tử. Tiền bối, Lăng Hàn mở miệng, người này đứng lên, thân thể thướt tha, phong thái mê người, thời điểm đối phương xoay người lại, ba người lăng há hốc mồm. Bởi vì người này cũng không phải là nữ tử, mà là một nam nhân. Hắn lớn lên rất tuấn tú, tràn ngập cảm giác âm nhu, cho nên nhìn từ bóng lưng sẽ hiểu lầm. Giới tính, ai, tướng mạo tư, đoản tương tư thành họa. Nam nhân ung dung nói ra, ngay cả giọng nói cũng trung tính, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt, hoàn toàn không cách nào phân biệt nam nữ. Bái kiến tiền bối, Lăng Hàn chắp tay nói ra, đây có lẽ là thần niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng biến thành. Ngăn cản ta trăm chiêu sẽ vượt qua kiểm tra, bằng không sẽ chết. Nam tử âm nhu nói ra. Được rồi, mặc dù có chút âm nhu nhưng rất thành thật, còn tốt hơn chứ đồng khôi rất nhiều. Lăng Hàn tiến lên một bước, kính xin tiền bối chỉ giáo. Ừ, ta tự chọn. Nam tử âm nhu nói ra, sau đó hắn chỉ vào Đại Hắc Cẩu. Ngươi đầu tiên. À, Đại Hắc Cẩu nhe răng, nó đầu tiên. Nó hơi lo sợ, đây chính là một đám ý niệm trong đầu Thánh Hoàng biến thành. Tuy tính cách hoàn toàn khác biệt với Chư Đông Khôi nhưng tin tưởng thực lực sẽ không khác biệt. Hơn nữa, gia hỏa này quá hung tàn, ngăn cản không hắn 100 chiêu sẽ chết, quá nguy hiểm à. Tiểu Hắc ta có thể lựa chọn không chiến hay không? Đại Hắc Cẩu cẩn thận nói ra, người bị ta điểm danh không chiến, giết. Nam tử âm nhu nói ra, trên mặt mang theo sát ý. Bất đắc dĩ, Đại Hắc Cẩu đành phải đứng ra, tiền bối, ngươi cần phải ôn nhu một chút, Tiểu Hắc không chịu được tàn phá. Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long đã nghĩ tới, Đại Hắc Cẩu cũng quá không biết xấu hổ. Nam tử âm nhu không nói thêm lời nào, hắn lập tức giết sang. Đại Hắc Cẩu gọi lớn và vung chảo. Kỳ thật nó không kém, dầu gì cũng là cửu đỉnh hợp nhất, nhưng lại tu luyện thể thuật và đế thuật, thậm chí chiến lực còn mạnh hơn rất nhiều đế tử. Bởi vậy, tuy nam tử âm nhu vô cùng cường đại, nhưng chiến đấu cùng giai khó đánh bại Đại Hắc Cẩu trong 100 chiêu. Đại Hắc Cẩu bị thương buồn thiêu, rốt cuộc nó sống qua 100 chiêu. Cút! Nam tử âm nhu một cước đá vào trên người Đại Hắc Cẩu, cũng đá nó bay ra ngoài. Kế tiếp, ngươi! Nam tử âm nhu chỉ vào Tiểu Thanh Long. Đến! Tiểu Thanh Long miệng tiện nhưng cũng chỉ là ngoài miệng mà thôi, làm việc rất đúng mực, cũng lao tới tấn công nam tử âm nhu. Hắn không oanh kích từ xa, mà là trực tiếp va chạm, phát huy ưu thế thể thuật tới mức tận cùng. Ân! Nam tử âm nhu ngạc nhiên, nhưng một chưởng đánh ra mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ. Khốn kiếp, ngươi đánh cái gì thế? Kỳ thật thể tu cũng không chiếm ưu thế, bởi vì ngươi vận dụng lực lượng thể tu thì đối phương cũng vận dụng, hoặc là đều không cần. Oanh! Trên phương diện lực lượng, Tiểu Thanh Long ngang tài ngang sức với đối thủ, chỉ khi nào liên quan đến đế thuật, Tiểu Thanh Long mới không bằng. Khá tốt, chỉ kém hai trọng thiên. Toàn thân Tiểu Thanh Long rất cứng rắn, nó có thể chịu đòn, hắn có thể ngăn cản chiến lực hai trọng thiên, chênh lệch hai trọng thiên cũng không cách nào tạo thành trọng thương. Đương nhiên, đây là nam tử âm nhu chưa dùng thực lực chính thức, nếu không đế thuật thôi phát ra chiến lực 12 trọng thiên. Chỉ sợ Tiểu Thanh Long sẽ lập tức lâm vào trọng thương, dù sao hắn cũng không có năng lực hóa giải công kích. Rất nhanh, 100 chiêu đi qua, Tiểu Thanh Long cũng sống qua. Ngươi, nam tử âm nhu cũng chỉ vào Lăng Hàn. Lăng Hàn quát lớn một tiếng, chiến lực bộc phát toàn bộ, hắn giết về phía đối thủ. Nam tử âm nhu lại ồ một tiếng, không ngờ một người mạnh hơn một người. Lúc này, hắn ngược lại tươi cười, hai tay bộc phát chiến lực rất đáng sợ. Quả nhiên, gặp mạnh càng mạnh. Hắn cũng là một đám ý niệm trong đầu Thiên Lạc Thánh Hoàng biến thành, phong cách chiến đấu hoàn toàn khác với Chư Đông Khôi, hắn càng am hiểu cận chiến. Tay, khuỷu tay, đầu gối đều thành vũ khí của hắn, mà nếu như bị đánh trúng giống như bị mẫu kim oanh kích, lực phá hoại quả thực đáng sợ. Cho dù khí lực của lăng khí càng mạnh, hắn còn có thể hóa giải lực công kích, nhưng bị va chạm vài lần như thế cũng cực kỳ khó chịu. Mấu chốt là, trong tay đối phương, đế thuật có thể phát huy vượt qua năng lực vốn có. Có lẽ đây mới là uy lực chân chính của đế thuật. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, đế thuật là đại đế sáng chế, cũng chỉ có đại đế mới có thể chính thức phát huy ra uy năng vốn có, bởi vì đó là con đường do đại đế tự mình đi ra. Không có thể ngộ như vậy, người đời sau làm sao phát huy ra uy lực cực hạn của đế thuật. Oanh, nam tử âm nhu vô cùng cường thế, thân hình bay lên không trung, trên người bắn ra 4 tia sáng, phân biệt hóa thành long, hổ, chu tước, huyền vũ,
tấn công Lăng Hàn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4661, Đế Tử Hiên. Cho dù nhìn từ phương diện nào, nam tử âm nhu đều là tu hành chân ngã đệ nhất hình tu đến tình trạng hoàn mỹ, gắng có cái gì chưa đủ chính là thể thuật còn kém Lăng Hàn một chút. Bí lực cũng muốn yếu hơn một chút, sau khi được đế thuật gia trì, chiến lực của hắn lại hoàn toàn nghiền áp Lăng Hàn. Oanh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thần thú đều do đạo tắc làm xương, năng lượng tầng thứ cao làm thân thể, thần uy lẫm lẫm, hắn có được lực phá hoại kinh người. Nếu việc này thay đổi thành Tiểu Thanh Long hoặc là Đại Hắc Cẩu, có lẽ đã sớm bị đánh bại, dù cho khí lực Tiểu Thanh Long vô cùng cường hoành cũng gánh không được, dù sao chiến lực kém nhau quá lớn. Lăng Hàn có thể hóa giải tất cả lực lượng công kích trong phạm vi 6 trọng thiên, công kích như vậy chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ cho hắn, nhưng không cách nào trọng thương hắn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, trên thực tế còn khó phân ra thắng bại. Lăng Hàn dùng nam tử âm nhu làm đá mài đao, tiếp tục đi ra đường của chính mình. Trước kia hắn dùng Chư Đông Khôi làm đối thủ, nhưng đáng tiếc lại bị đánh thê thảm, hắn bị bảy thánh nhân cắt đứt, hy vọng lần này hắn có thể tiến thêm một bước. Không lâu lắm, 100 chiêu đã đủ nhưng Lăng Hàn không có dừng tay, nam tử âm nhu cũng không có dừng tay, hai người vẫn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn hiểu ra bộc phát, hắn không hề cực hạn tại đế thuật, thánh thuật, tôn giả bảo thuật, hắn nghĩ cái gì dùng cái gì, tùy tâm sở dục, chiến lực của hắn lại có tăng lên. Vì cái gì Chư Đông Khôi, nam tử âm nhu mạnh như vậy? Bởi vì bọn họ đều đi ra con đường của mình, cho nên thúc dục tiên thuật mới mạnh như thế. Thích hợp chính mình mới được là cường đại nhất. Đương nhiên, chính thức lợi hại không phải Chư Đông Khôi và nam tử âm nhu, mà là Thiên Lạc Thánh Hoàng, tất cả đều là thần niệm của hắn biến thành. Lăng Hàn đi ra một bước nhỏ, nhưng hắn đã vượt qua rất nhiều thiên tài. Đa số thiên tài dùng thời gian cả đời cũng không cách nào đi ra một bước này, không thể đi ra con đường của bản thân. Phải biết rằng, bước đầu tiên là bước khó khăn nhất. Lăng Hàn đã có hiểu ra, hắn muốn dung hợp học thuật bách gia, sau đó lấy thừa bù thiếu, tinh luyện ra tiên thuật của bản thân mình. Kỳ thật hắn đã đi qua con đường này, trong nguyên thế giới đã như thế, bởi vì hệ thống lực lượng khác biệt, thiên địa đạo tắc khác biệt nên không có gì tham khảo. Nhưng đã có một lần thành công, đối với Lăng Hàn mà nói đã không có gì khó khăn nữa. Vào lúc này hắn lại nghĩ tới Đinh Thụ. Có lẽ đối phương cũng như hắn, chính là bá chủ nguyên thế giới. Như vậy, hắn tất nhiên cũng đi ra con đường của mình và đạt tới đỉnh phong của thế giới. Cho nên, Đinh Thụ hiện tại còn chưa đi ra con đường bản thân trong thiên địa hiện tại, nhưng tin tưởng việc này không làm khó hắn lâu. Hơn nữa đối phương còn nắm giữ đế kinh. Lăng Hàn cảm thấy áp lực, chiến ý của hắn càng bộc phát đáng sợ. Hắn muốn mạnh hơn trước. Hắn cảm giác mình lại có một ít tiến bộ, nhưng đế lộ khó khăn cỡ nào, hắn mới là chân ngã cảnh, bởi vậy tiến bộ này cực kỳ nhỏ bé. Lăng Hàn lại cảm thấy thỏa mãn, đế lộ gian nan, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tiến thêm một bước, nhìn khắp thiên. Hạ có bao nhiêu chuẩn đế thì biết rõ, dù trong thiên địa không cho phép xuất hiện một vị tổ vương mới, thánh nhân đỉnh phong cũng không thể thành tựu chuẩn đế. Ông, một cổ khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lập tức ngừng tay. Hắn dừng lại, nam tử âm nhu cũng dừng lại và nhìn sang một hướng. Trên một đỉnh núi xuất hiện nam tử mặc đạo bào màu vàng, hắn chỉ khoảng 20 tuổi, ngũ quan như đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Cấp giáo chủ, Lăng Hàn mở đồng thuật quan sát, trong nội tâm hắn đầy kinh ngạc, tuổi còn rất trẻ. Tuy võ giả có thể tùy ý cải biến hình dáng tướng mạo, làm mình trẻ tuổi cũng không khó, trong tình huống bình thường, có ai làm như vậy? Võ giả trọng điểm là thực lực, là tu vi, mà không phải có tuấn tú hay không. Nhìn khắp thiên hạ, cường giả cấp giáo chủ nào không phải tóc trắng râu bạc. Hiện tại nam tử này mới hơn 20 tuổi, nói rõ nhân sinh của hắn đang ở thời kỳ đỉnh phong, chính là thời điểm khí huyết tràn đầy nhất, tương lai có thể phát huy ra đủ lực bộc phát. Càng làm Lăng Hàn giật mình chính là tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa, hai vai của nam tử có long phượng quấn quanh, dưới chân càng có linh tuyền khởi động. Lăng Hàn chưa từng có nhìn thấy qua dị tượng như thế. A, à, đạo tắc gần như hoàn mỹ. Nam tử âm nhu lộ ra vẻ mặt tán thưởng, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi hắn lại u buồn. Nam tử áo bào vàng không nhìn Lăng Hàn một cái, hắn xem thường từ thực chất,
giống như chân long tung hoành cửu thiên sẽ quan tâm một con sâu cái kiến hay sao? Tiền bối, vãn bối Lâm Hiên thỉnh ban chiêu. Hắn nói với nam tử âm nhu, cũng hơi khom người, bày ra thái độ cung kính. Đây chính là thần niệm của đại đế, Lâm Hiên. Trong nội tâm Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này chính là đế tử Hiên, đế tử mạnh nhất Hỏa Vân đế tộc, thế hệ hoàng kim. Hắn nghĩ đến nam tử âm nhu bình luận Lâm Hiên, đạo tắc gần như hoàn mỹ. A, à, bắt đầu từ chân ngã cảnh đã tu hành đạo tắc, gia hỏa này có đạo tắc gần như hoàn mỹ, chiến lực tự nhiên rất khủng bố. Lăng Hàn chính là thế hệ hoàng kim, hắn còn chưa giao thủ qua, trong chân long uyên không cho phép. Cho nên hắn cũng không thể nào phán đoán thực lực chỉnh thể của thế hệ hoàng kim, nhưng một câu DDAO tắc gần như hoàn mỹ đủ để nói rõ thế hệ hoàng kim yêu nghiệt cỡ nào. Hơn nữa, thế hệ hoàng kim không có sở đoản, dùng lực lượng toàn tộc bồi dưỡng, chẳng những tu đạo tắc, hơn nữa còn có đạo tắc cực kỳ cường đại. Lăng Hàn giết Lâm Lãng, nếu như đối phương biết rõ thân phận chân thật của mình, có lẽ gia hỏa này sẽ ra tay. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đã thay đổi hình dạng khi bảy thánh nhân đi vào. Nam tử âm nhu gật đầu, hắn đánh một chưởng vào ba người Lăng Hàn, một tia sáng bao phủ bọn họ và bắt đầu xuyên qua cực nhanh. Sau đó, hắn mới tấn công Lâm Hiên. Tíu, tiu. Ba người Lăng Hàn dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua di cốt đại đế, lần này đi tới chân trái. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác biệt, sương mù mịt mờ, tầm nhìn cực thấp. Không biết người tọa trấn nơi này là cái quỷ gì? Đại Hắc Cẩu nói thầm. Một hồi cười, một hồi buồn, tất cả đều quá biến thái. Lăng Hàn vừa đi một lúc thì dừng lại. Lão Hắc, ngươi vừa nói cái gì? Tất cả đều là biến thái. Không, câu trước đó. Một hồi cười, một hồi buồn. Đại Hắc Cẩu cảm thấy mờ mịt, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Lăng Hàn trầm ngâm, qua một lúc hắn mới nói, các ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không? Kỳ quái, đương nhiên kỳ quái. Tiểu Thanh Long lập tức nói, chúng ta đang ở trong thân thể Thánh Hoàng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lăng Hàn lắc đầu, tuy người thủ vệ hai cửa trước rất mạnh, thậm chí không mạnh tới mức người ta không thể chiến thắng, nếu là như thế thì đây là vấn đề. Vấn đề gì? Chiến lực hai bên tương đương, như vậy qua một cửa và qua mấy cửa có gì khác nhau sao? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4662, Thất Tình. Đại Hắc Cẩu gãi đầu, Tiểu Hàn Tử, ngươi muốn nói cái gì, tại sao cẩu ra không rõ? Theo như ta đoán, nơi này có bảy mặt trời, vậy cũng đối ứng bảy cửa và bảy người canh giữ. Lăng Hàn nói ra, nếu như mỗi một cửa khảo nghiệm năng lực đều không giống nhau, đó là có ý nghĩa. Vấn đề là, tuy người trấn thủ có thực lực rất mạnh, gần như mạnh nhất trong từng cảnh giới, đều là ngăn cản trăm chiêu, như vậy bảy cửa ải này có ý nghĩa gì? Ách, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, chuyện này có ý nghĩa ở chỗ nào? Có thể thông qua cửa thứ nhất, như vậy khẳng định cũng có thể thông qua cửa thứ hai, cửa thứ ba, đừng nói bảy cửa, cho dù 700 cửa cũng giống nhau. Hơn nữa, chúng ta còn lâm vào nhầm lẫn. Lăng Hàn tiếp tục nói, chúng ta đạt được mai rùa, đây là chìa khóa mở ra Vô Tu Sơn, cho nên chúng ta đương nhiên cho rằng bảo tàng sẽ do chúng ta đoạt được mà chúng ta sẽ vượt lên đầu. Không phải sao? Đại Hắc Cẩu hồ đồ. Lăng Hàn lắc đầu, đạt được hai khối mai rùa, chúng ta chỉ có thể dựa vào vận khí, có thể Thiên Lạc Thánh Hoàng muốn tìm truyền nhân, chẳng lẽ chỉ cần vận khí tốt là được hay sao? Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đều không xác định. Nếu như chỉ vận khí tốt, thời điểm Thiên Lạc Thánh Hoàng còn tại thế đã sớm tìm người kế thừa, tùy tiện dùng đế kinh nện, còn sợ truyền nhân không mạnh hay sao? Tiểu Hàn Tử, cẩu gia sắp bị ngươi vòng vo chết rồi, trọng điểm của ngươi là cái gì? Đại Hắc Cẩu giận dữ nói ra. Lăng Hàn cười cười, nói, như ngươi vừa nói, ban đầu là cười, sau đó là buồn, kế tiếp sẽ có bảy cửa ải. Phi, đây rõ ràng là cẩu gia nói. Đại Hắc Cẩu kêu lên, lúc trước linh quang của Lăng Hàn lóe lên, hắn cũng nghe nó nói thầm. Tiểu Thanh Long suy nghĩ, nói, chẳng lẽ kế tiếp sẽ có các cảm xúc khác? Đúng thế. Lăng Hàn gật đầu, thất tình lục dục. Đại Hắc Cẩu cũng kịp phản ứng. Không sai. Lăng Hàn trầm giọng nói. Chư Đông Khôi đại biểu vui mừng, tên nam tử thứ hai đại biểu là nhớ nhung, là hai trong bảy loại cảm xúc.
Ta tin tưởng, kế tiếp sẽ còn 5 loại. Cho dù như thế, việc này nói rõ cái gì? Đại Hắc Cẩu hỏi. Ông, đúng vào lúc này, một đạo thần niệm cường đại quét qua. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu và chỉ xích thiên nhai bày ra một khoảng cách, sau đó vận dụng ra hư không thú bao phủ ba người. Xíu, ưu, một bóng người xuất hiện, đó là Lâm Hiên. Hai tay của hắn có long phượng đan vào nhau, địa tuyền phun trào, dị tượng kinh người, nhưng gương mặt tuấn tú không mang theo chút tình cảm nào, chỉ có lạnh lùng vô tận. Hắn dõi mắt nhìn xung quanh, khi kim quang quét qua, thiên địa đạo tắc bị trói buộc và diễn hóa. Việc này quá kinh người, đây là thần thông chỉ có thánh nhân mới có được, không ở đây. Lâm Hiên thì thào, hắn rõ ràng cảm ứng được nơi này có ba sinh linh, hắn vừa đuổi tới thì phát hiện không có người. Hắn nhíu mày, nhưng lại lập tức thi triển thân pháp đi xa. Tính toán các ngươi gặp may mắn, chỉ còn lại giọng nói lưu lại. Xa xa, ba người Lăng Hàn hiện thân. Hóa, tên tiểu tử đó muốn giết chúng ta. Đại Hắc Cẩu nhảy dựng lên, vừa rồi Lâm Hiên tràn ngập sát ý. Tự nhiên, Lăng Hàn gật đầu. Hiện tại chúng ta tới tranh đoạt đế kinh, nếu giết chúng ta sẽ bớt đi ba đối thủ cạnh tranh. Chúng ta chính là người Phật tộc, hắn dám ra tay. Đại Hắc Cẩu vẫn không tin nổi, bọn chúng không dám động tới Phật tử chính thức. Lăng Hàn lắc đầu. Nhưng Phật tộc bốn đại thiên vực nha, ha ha, nghiêm khắc mà nói không khác gì thánh địa cả. Lại nói, cứ xem đây là bí cảnh, chỉ cần hắn không nói, có ai dám nói hắn là hung thủ. Đại Hắc Cẩu vỗ đùi, con bà nó, tiểu tử đó quá đáng giận, chúng ta không có trộm đồ lót của muội muội hắn, có cần ác như vậy không? Lăng Hàn không nói gì, thế hệ hoàng kim đều muốn thành đế, mặc ngươi kinh diễm tuyệt thế cỡ nào, một thời đại chỉ xuất hiện một tổ vương, ai cướp được thiên địa đại vận thì người khác đều thất bại. Cho nên, đem làm Lâm Hiên cho rằng Lăng Hàn ba người có một đường cạnh tranh đế vị khả năng lúc, liền quyết định đưa bọn chúng ba sớm diệt trừ. Đế tộc, khốn kiếp, các loại, đợi Cẩu ra thành đế lúc, đưa bọn chúng hết thảy xóa đi. Đại Hắc Cẩu bất mãn mà nói. Thiên hạ như vậy loạn, cũng bởi vì những này đế tộc tồn tại, tự cho là tài trí hơn người, làm được thiên hạ bất công. Lăng Hàn gật gật đầu, có thể chỉ cần là người sẽ có tư tâm, cho dù bình định toàn bộ đế tộc thế hệ này, vậy sau này thì sao? Không có một vị đại đế nào có thể vĩnh viễn trấn áp thiên hạ, cho nên, sau khi thay đổi triều đại sẽ có đế tộc mới thay thế đế tộc cũ, bắt đầu một lần tuần hoàn mới. Bỏ đi, không thảo luận những chuyện này. Hắn khoát khoát tay. Như vậy ta không biết kế tiếp sẽ có cái gì, ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm. Ý của tiểu tử ngươi là, trọng điểm truyền thừa đế kinh là vấn đề chúng ta thảo luận lúc trước. Đại Hắc Cẩu hoài nghi nói, ta cho rằng như thế, đương nhiên cũng có thể thông qua bảy cửa thì có thể đạt được đế kinh. Lăng Hàn cười nói, Đại Hắc Cẩu suýt phát điên, tiểu tử ngươi nói chắc chắn chứ. Lăng Hàn nhún nhún vai, ta cũng không phải Thiên Lạc Thánh Hoàng, ta làm sao dám cam đoan với ngươi. Tốt, cho dù chúng ta biết rõ, bảy quan phân biệt đại biểu bảy loại cảm xúc thì tính sao? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn trầm ngâm, cho dù là Chư Đông Khôi hay Nam Tử ở cửa thứ hai đều là một đám thần niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng biến thành. Như vậy có phải nói rõ Thánh Hoàng lúc trước chém bảy loại cảm xúc trong lòng của mình hay không? Trời ơi, không có hỉ nộ ái ố, như vậy có ý nghĩa gì? Đại Hắc Cẩu lập tức thề. Mỗi một vị đại đế đều đi ra con đường của bản thân, nói không chừng vị Thánh Hoàng này là người trảm tình nhập đế thì sao? Lăng Hàn cười nói, vậy ý của ngươi là, muốn chúng ta chặt đứt thất tình thì mới có thể đạt được truyền thừa của Thiên Lạc Thánh Hoàng. Tiểu Thanh Long ngắt lời, cũng không nhất định. Lăng Hàn lắc đầu. Móa, ngươi lại phát bệnh tâm thần gì thế, có tin Cẩu ra cắn ngươi hay không? Đại Hắc Cẩu sắp điên lên, các ngươi chờ một chút nữa. Lăng Hàn lấy ra mai rùa, hắn đội lên đầu của mình. Ồ, ngươi làm gì vậy? Tiểu Hàn Tử, ngươi muốn giả trang thành lão rùa thần sao? Tiểu Thanh Long lập tức cười nói. Lăng Hàn không để ý đến, hắn tiến vào không gian mai rùa, tinh không quen thuộc lại xuất hiện. Hắn bắt đầu xúc tích cảm xúc, tưởng tượng dáng vẻ của Chư Đông Khôi, sau đó cười ha ha, hắn như bị cảm xúc vui vẻ bao phủ. Ngay từ đầu là hắn cố ý làm vậy, nhưng sau khi buông ra tình cảm thì hắn cất tiếng cười to, cười rất tự nhiên. Hiu hiu hiu, lúc này có vài tia sáng chiếu vào người của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Thần đạo Đan Tôn chương 4663, phương pháp. Có hiệu quả. Lăng Hàn dừng lại, hắn lại đi suy nghĩ dáng vẻ của nam tử âm nhu, ngay sau đó hắn nhớ nhung như biển, cảm tình bao phủ quanh người Lăng Hàn. Hắn nhớ nữ hoàng, hồ nữ, còn có thân nhân, bằng hữu trong nguyên thế giới, không có một tia giả dối. Hưu hưu hưu, lại có vài tia sáng phóng tới. Lăng Hàn muốn tiếp tục, kế tiếp là Bia. Hắn nghĩ đến trên con đường đi tới hiện tại vẫn có thân nhân và bằng hữu sinh lão bệnh tử. Nghĩ đến những gương mặt cuồng loạn bị thôn phệ trong nguyên thế giới, hàng tỷ sinh linh gặp nạn, từ đó hắn vừa giận vừa thương xót, nhưng không có hào quang xuất hiện. Chẳng lẽ nhất định phải thông qua vài cửa ải kia sao? Lăng Hàn thì thào. Trong nháy mắt sau đó, Lăng Hàn rời khỏi thế giới mai rùa. Tiểu Hàn tử, ngươi làm gì? Đại Hắc Cẩu kêu lên. Vừa rồi có vài tia sáng bắn vào trong người của ngươi, hơn nữa còn là hai lần. Ân, tia sáng thứ hai chui vào cúc hoa của ngươi đấy. Tiểu Thanh Long chen lời vào. Bành, kết cục miệng tiện chính là bị đạp dẹp. Tiểu Hàn tử, Long gia không chơi với ngươi. Tiểu Thanh Long kêu thảm thiết. Lăng Hàn cười ha ha, con thằn lằn này học không nghe lời, thỉnh thoảng cần phải giáo huấn mới tốt. Đi, chúng ta tiếp tục. Hắn nói, ồ, còn muốn tiếp tục. Đại Hắc Cẩu cảm thấy kỳ quái, không phải ngươi nói cửa ải này không có ý nghĩa sao? Tình huống có biến, Lăng Hàn nói ra. Ba người tiếp tục đi tới, có mai rùa chỉ dẫn phương hướng, bọn họ nhanh chóng đi tới bên cạnh hồ nước, nơi này đang phát sinh kịch chiến. Còn chưa tiếp cận, bọn họ đã phát ra cảm xúc tức giận, hận không thể đánh thủng thiên địa. Giận dữ. Lăng Hàn nhận thức loại tức giận này, hắn vừa cảm nhận vừa tới gần cuộc chiến hai bên đang chiến đấu chính là Đại Hán Tục Tằng và một nam tử trẻ tuổi. Có thể nhận ra người trấn thủ nơi này là Đại Hán Tục Tằng. Bởi vì gương mặt của hắn rất giận dữ, từng chiêu từng thức như muốn đồng quy vu tận với đối thủ. Có lẽ người trấn thủ ở nơi này bị cảm xúc hóa. Tên kia là ai? Tiểu Thanh Long chỉ vào nam tử trẻ tuổi. Lăng Hàn lắc đầu, không biết, tu vi cấp giáo chủ, trẻ tuổi như vậy, nhất định là thành viên trong thế hệ Hoàng Kim. Quá vô sỉ, những lão gia hỏa kia không tranh được với chúng ta nên phái thế hệ Hoàng Kim xuất chiến, tu vi còn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Đại Hắc Cẩu bất mãn nói ra. Trong lúc nói chuyện, Đại Hán Tục Tằng và thanh niên kia đã dừng lại, hiển nhiên đã đạt tới 100 chiêu. Đại Hán Tục Tằng vung tay lên, nam tử cao gầy kia bị tia sáng cuốn đi. Chúng ta cần chờ hay? Không, Đại Hắc Cẩu nói. Nói không chừng lão tiểu tử đó đang chờ chúng ta bên kia. Lăng Hàn suy nghĩ, nói, khả năng không lớn, bởi vì Lâm Hiên đã đi trước, người này cần làm chính là đuổi kịp Lâm Hiên, mà không phải trông chừng ba tiểu nhân vật như chúng ta. Nghe lời này có phần không thoải mái, nhưng cực kỳ phù hợp với sự thật và lợi ích của đối phương. Tốt, chúng ta lên. Ba người phân biệt xông lên đánh nhau, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu trước, Lăng Hàn cuối cùng. Giống như lúc trước, người khác đều là 100 chiêu vượt qua kiểm tra, Lăng Hàn lại không hạn chế số chiêu, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Đó là bởi vì hắn đạt được mai rùa. Lăng Hàn cũng không có lãng phí cơ hội như vậy, mượn người mạnh như thế ma luyện chính mình. Sau khi đánh nhau tới vết thương chồng chất, lúc này Lăng Hàn mới hô ngừng, sau đó bị chuyển tới nơi khác. Tuy hắn nhận định tên đệ tử không ở lại nơi này chờ bọn họ, vì mục đích an toàn, Lăng Hàn vẫn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp. Cùng lắm hắn sẽ thả thiên đạo hỏa, mặc kệ ngươi là đệ tử hay không đệ tử, ngươi vẫn chết cháy như thường. Nhưng khá tốt, hắn đoán đúng, không có ai ở lại nơi này chờ bọn họ. Ba người rời đi một lúc, sau đó Lăng Hàn lại tiến vào thế giới mai rùa, hắn bắt đầu thiêu đốt tức giận. Ở phương diện giận dữ không cần tích lũy cảm xúc, chỉ trong nháy mắt hắn tiến vào trạng thái bộc phát bởi vì hắn gặp được quá nhiều bất công. Trong nguyên thế giới, hắn đạt tới đỉnh phong, quét ngang tất cả địch nhân, nhưng ở thế giới này, tu vi của hắn không tính là mạnh. Cho dù vô địch cùng giai thì như thế nào, cho dù là hóa linh chân quân, cấp giáo chủ, cấp tôn giả đều có thể hành hạ hắn. Huống chi còn có đế tộc cao cao tại thượng làm hại hắn rời khỏi Cửu Dương Thánh Địa, bị ép chia lì với Kiều Thê. Vài tia sáng tiến vào cơ thể, hắn thành công. Lăng Hàn rời khỏi thế giới mai rùa, hắn có một loại hiểu ra, trước kia hắn phán, đoán sai lầm, Thiên Lạc Thánh Hoàng cũng không phải chặt đứt thất tình, mà là thăng hoa cảm xúc, cực tại tình, cực tại đạo. Đây là một loại thành đạo. Hắn giật mình, cực tại tình, cực tại đạo, Thiên Lạc Thánh Hoàng là người trí tình trí nghĩa,
người như vậy loại chinh chiến cả đời. Chỉ có mắt thấy chiến hữu từng người già yếu, hắn vẫn liên tục chinh chiến, đây là một loại đau thương cỡ nào. Có lẽ cả đời của Thiên Lạc Thánh Hoàng đều dùng để trấn áp hắc ám, đây là việc làm Lăng Hàn bội phục, đây là một loại yêu thương to lớn với thiên địa, chúng sinh. Đi, chúng ta đi tới nơi tiếp theo. Bọn họ tiếp tục xuất phát, thời điểm đi tới nơi thứ tư, bọn họ cảm ứng được trên bầu trời thỉnh thoảng có khí tức cường đại xẹt qua. Thế hệ Hoàng Kim, ba người Lăng Hàn đều khẳng định, người đến nhất định là thế hệ Hoàng Kim, cũng chỉ có bọn họ mới có thể vượt qua ý niệm của Thánh Hoàng 100 chiêu. Nếu không, cũng chỉ có một ít thiên kiêu như Chỉ Mộng Hàm, Kim Tầm Đế Tử mới có thể vượt qua. Hiện tại, đám người Lăng Hàn đã quá rớt lại phía sau, cho nên thế hệ Hoàng Kim không có lo lắng bọn họ. Muốn vội vàng đuổi theo Lâm Hiên đi trước nhất, tuyệt đối không để truyền thừa của Thánh Hoàng bị Lâm Hiên đạt được. Nếu có thể tu hành hai bộ đế kinh, khi đó mình mạnh cỡ nào? Phải biết rằng, cho dù ngươi tu bao nhiêu đế thuật, chỉ có dùng đế thuật điều động thì đế thuật mới có thể bộc phát toàn bộ uy thế, cho nên tu thêm một bộ đế kinh sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lại nói việc này rất hấp dẫn các thiên tài, xem thêm đế kinh tương đương ôn lại con đường thành đạo của đại đế, tuy không thể dập khuôn nhưng có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm, ý nghĩa tham khảo quá lớn. Như vậy cũng tốt, ba người Lăng Hàn ba có thể im lặng phát tài. Vài ngày sau, bọn họ tìm tới nơi thứ tư. Nơi này là sợ hãi. Vừa đến nơi này, ba người đều sinh ra suy nghĩ sợ hãi, giống như sắp đối mặt với quái thú tiền sử không biết. Đại đế cũng sợ hãi. Đây là đương nhiên, chỉ cần là người thì làm sao không có sợ hãi. Lăng Hàn cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Đây không phải sỉ nhục, trái lại, vô tri không sợ mới là muốn chết, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Chỉ có điều, ngươi chiến thắng sợ hãi thế nào chứ không phải sợ hãi nhấn chìm. Giao thủ trong cảm xúc như thế, ba người Lăng Hàn bị trói chân trói tay, nhưng bọn họ vẫn chiến thắng cảm xúc mặt trời và liên tục vượt qua kiểm tra. Lúc này, bọn họ bị truyền tống đến bụng của Thánh Hoàng. Lăng Hàn lại tiến vào thế giới mai rùa trước, hắn phóng thích cảm giác sợ hãi, không che giấu chút nào, hắn lại chiến thắng sợ hãi, thành công dẫn động vài tia sáng tiến vào cơ thể. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4664, Liên Hoa Đài, Vô Tu Sơn. Lúc này, phía sau đã không có đế tử chạy tới. Thế hệ Hoàng Kim hoặc dứt khoát không tới đây, hoặc là chạy trước bọn họ. Ba người Lăng vui vẻ nhẹ nhõm, không cần lại trốn tránh tránh. Cảm xúc thứ năm là lo lắng. Qua ải không khó, khó khăn chính là diễn giải tình cảm. Mặc kệ chính diện hay tâm tình tiêu cực, người không nên bị chi phối. Đương nhiên Lăng Hàn có lo lắng, có nhiều đế tộc liên thủ truy nã hắn như vậy, còn có chiến thần cung như âm hồn bất tán đuổi giết, mặc dù hắn lòng tin nhưng mà sao không có chút lo lắng chứ. Nhưng mà, hắn biến lo lắng thành động lực. Lăng Hàn đã hiểu dụng tâm của Thiên Lạc Thánh Hoàng, hắn dùng phương thức như vậy nói cho kẻ đến sau biết rằng, người không thể bị cảm xúc chi phối, cần phải làm chủ cảm xúc. Cực tại tình, không bị tình quấy nhiễu. Vị Thánh Hoàng này có đại trí tuệ. Nghĩ đến điểm này, Lăng Hàn bật cười, có người nào trở thành đế giả mà không có đại trí tuệ? Tốt, đi cửa thứ 6. Cửa thứ 6 nằm ở lồng ngực của Thánh Hoàng, như vậy có thể suy đoán, cửa ải cuối cùng chính là đầu của Thánh Hoàng. Chẳng lẽ trong thức hải ẩn chứa Thánh Hoàng kinh? Lăng Hàn vô cùng chờ mong, bọn họ dùng mai rùa làm dẫn, mấy ngày sau, bọn họ tìm được nơi cần tới. Nơi này là Buồn Bã. Trên con đường võ đạo, có người nào chưa từng tiễn biệt người thân, bằng hữu thậm chí người yêu. Đối với Lăng Hàn mà nói, tình cảm buồn bã yếu đi rất nhiều, bởi vậy, hắn bỏ ra thời gian rất dài để nắm giữ tình cảm này, cuối cùng mới thành công dẫn động mai rùa cộng minh. Tốt, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng. Bọn họ đi tới đầu của Thánh Hoàng, đây là cửa thứ 7. Vừa tới nơi này, ba người phát hiện đó là biển cả. Thức hải của Thánh Hoàng sao? Cần phải biết rằng, người vừa chết, thức hải sẽ khô kiệt, đại đế cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, thức hải hiện tại đã thoái hóa vô số lần khi so với lúc Thánh Hoàng còn sống. T. Đã trải qua vô số năm, thức hải còn có thể đến ầm ầm sóng dậy như thế, không hổ là bá chủ trấn áp một thời đại. Ba người Lăng Hàn đều cảm khái, biến ý thức thành thực chất là dấu hiệu cảnh giới hóa linh cảnh. Bọn họ hiện tại mà chết, thức hải sẽ tiêu vong, căn bản không có khả năng tiến vào.
sử dụng mai rùa làm dẫn, bọn họ phi hành trên mặt biển, bỏ ra thời gian vài ngày, bọn họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này thật đặc biệt. Tiểu Thanh Long nói, tại sao ta nhìn giống hoa sen thế? Chính là đóa hoa sen. Lăng Hàn khẳng định, đây là một đóa hoa sen cực lớn, nhưng bây giờ đã mất đi sinh cơ, cánh hoa không hề tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nó đã biến thành màu đen kịt, nhìn từ xa giống hòn đảo, cũng giống một ngọn núi. T. Đây không phải là Vô Tu Sơn đấy chứ? Bọn họ tiến vào, trung tâm hoa sen đã kết xuất một đài sen nhỏ và hóa thành bình đài to lớn. Lúc này, trên bình đài đang có rất nhiều người, đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, có nam có nữ, phong thần tuấn lãng, khí thế kinh người. Thế hệ Hoàng Kim, Lăng Hàn nhìn thấy Lâm Hiên, còn có Đế Tử Quỳ, hắn nhận ra hoặc không nhận ra các đế tử đế nữ khác. Nhìn thấy ba người Lăng Hàn đi tới, những đế tử đế nữ này đều lạnh lùng nhìn sang. Theo bọn họ nghĩ, dù ba người Lăng Hàn thiên phú chắc tuyệt, nhưng tu vi kém hơn quá nhiều, hoàn toàn không có tư cách để bọn họ nhìn thẳng. Lâm Hiên nhìn sang Lăng Hàn, không biết tại sao, hắn nhìn thấy Lăng Hàn sẽ sinh ra sát cơ, đây là một loại cảm giác căm hận, không hề có đạo lý. Nhưng mà đạt tới cấp độ như Lâm Hiên, hắn tin tưởng nơi sâu xa tất có thiên ý, cho nên hắn cũng không thèm để ý mà chém giết Lăng Hàn. Nhưng hắn cũng không có động thủ, bởi vì nơi này còn có một sợi thần niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng, thần niệm không tiêu, cho dù là thánh nhân mang theo đế binh tới cũng phải cúi đầu, sẽ không dám tranh phong. Đế, vô địch thiên hạ, cửa ải cuối cùng là sợ hãi. Ở chỗ này, mỗi người đều khẩn trương, giống như có đại sự sắp xảy ra, từ đó làm cho bọn họ lo sợ bất an. Cho dù là thế hệ Hoàng Kim thì thế nào, cảnh giới kém hơn quá nhiều, bọn họ vẫn chịu ảnh hưởng rất sâu. Ba người Lăng Hàn ngây người, tại sao đám người này lại ở đây? Tiểu Hàn Tử, xem ra ngươi đoán không sai, cho dù vượt qua bảy cửa ải cũng không cách nào nhận được Thánh Hoàng truyền thừa. Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói, hiển nhiên, thế hệ Hoàng Kim muốn thông quan vô cùng dễ dàng, nhưng bọn họ lại ở lại nơi này, điều này nói rõ cái gì? Sau khi qua cửa ải này, không còn nơi khác để đi, chỉ có thể ngẩn người ở nơi này. Thế nhưng mà, Vô Tu Sơn đã xuất hiện, trên đài sen này chính là chỗ truyền thừa, bọn họ nguyện ý buông tay rời đi. Cho nên, bọn họ chờ đợi ở đây, nhìn xem có biến hóa hay không. Lăng Hàn tiến lên khiêu chiến, người trấn thủ cửa ải này chính là thiếu niên 16 tuổi, vẻ mặt rất sợ hãi, nhưng khi vừa đánh nhau, chiến lực mạnh đến mức kinh người. Bởi vì nơi này nhiều người, Lăng Hàn cũng không muốn lộ ra thực lực của mình, tự nhiên hắn sẽ giấu dốt, hắn đánh rất chật vật, phải sử dụng toàn lực mới miễn cưỡng vượt qua 100 chiêu. Nhưng mà, sau khi chiến đấu, thiếu niên kia sợ hãi chạy đi, cũng không thả cái rắm gì. Thấy thực lực Lăng Hàn không gì hơn thế, những thế hệ Hoàng Kim kia ban đầu còn nhìn sang, về sau chẳng thèm ngó tới, cho rằng đang lãng phí thời gian. Chỉ có Lâm Hiên, hắn luôn có một loại xúc động từ bản năng muốn xử lý Lăng Hàn. Lăng Hàn lui sang một bên, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ 7 loại cảm xúc, hắn có thể trực tiếp tiến vào mai rùa diễn dịch. Nhưng nơi này có nhiều đế tử đế nữ như vậy, hắn có thể tiến vào mai rùa hay sao? Ngươi chính là Phật tử mới của Tây Thiên Vực, có đế tử bắt đầu hỏi Lăng Hàn. Tâm thần Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, gật đầu, không sai. Lúc trước thi thể Thánh Hoàng xuất hiện, hắn cùng Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long bị hút vào tinh không đã bị rất nhiều người nhìn thấy, hiển nhiên không có khả năng giấu giếm được. Qua thời gian lâu như thế, lai lịch của hắn sẽ bị đào móc toàn bộ. Đó chính là tín vật ngươi đạt được, đế tử tiếp tục hỏi. Lăng Hàn nhướng mày, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? À, giao tín vật ra đây. Tên đế tử thản nhiên nói, nằm trong tay của ngươi chẳng khác gì Minh Châu bị long đong, ta sẽ phá giải bí ẩn trong đó, nếu có Thánh Hoàng truyền thừa, sẽ ban thưởng ngươi một môn đế thuật. Khốn kiếp, ngươi đang bố thí sao? Ba người Lăng Hàn không có hảo cảm với đế tộc, nghe đối phương nói chuyện thì sinh lòng tức giận. Không hứng thú, Lăng Hàn trực tiếp phản bác. Việc này không phải do ngươi. Tên đế tử hừ một tiếng, lập tức xuất thủ. Hắn là cấp bậc giáo chủ, duỗi tay ra, căn bản không cần vận chuyển tiên thuật, đạo tắc tự sinh giống như được thiên địa gia trì. Xoát, một đạo hàn quang quét qua đánh lui tên đế tử. Tên thanh niên kia đứng lên, nói, nơi đây không cho phép động thủ. Nói xong, hắn lại hoảng sợ lui sang một bên. Tên đế tử kia không có cam lòng, hắn không dám xuất thủ trước mặt thần niệm của Thánh Hoàng, hắn đành phải oán hận nhìn Lăng Hàn.
Hắn nhớ kỹ con sâu kiến này. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, xưng hô như thế nào? Thế nào, ngươi còn không phục? Tên đế tử kia cười lạnh, sâu kiến, nhớ kỹ, ta chính là đế tử Nguyên. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4665, Đế Kinh xuất hiện. Đế tộc ngạo mạn, bọn họ là hậu nhân của đại đế, có đế binh tọa chấn, trong tộc lúc nào cũng có thánh nhân tồn tại, đây là tiền vốn giúp bọn họ kiêu ngạo. Mà đế tử càng kiêu ngạo, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có hy vọng rất lớn thành thánh. Trong thời đại thiên hạ không đế, thánh nhân chính là chiến lực mạnh nhất. Thế hệ Hoàng Kim, người nổi bật trong đế tử, bọn họ là thế hệ mạnh nhất từ trước tới nay, bọn họ xem thường bất cứ kẻ nào, bao quát cả đế tử sau bọn họ. Cho nên, Phật tử Tây Thiên vực giống như Lăng Hàn, trong mắt thế hệ Hoàng Kim được tính là cái gì? Sâu kiến. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long nhìn nhau, bọn họ ẩn giấu tức giận rất sâu, tu vi chênh lệch quá nhiều, tức giận thì như thế nào? Những vương bát đản này cứ chờ xem, Cẩu gia sẽ có một ngày bắt các ngươi quỳ xuống mặc ta chinh phục. Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long không nói gì, nhưng trong lòng của bọn họ cũng suy nghĩ như thế. Các đế tử không nói thêm lời nào, có ít người không kiên nhẫn được nữa, bọn họ bay ra khỏi đài sen và tìm kiếm trong biển cả. Có người bắt chuyện với thiếu niên hoảng sợ, ý đồ đạt được một chút tư liệu, còn có người bắt đầu ngồi xếp bằng, hoàn toàn không sốt ruột. Ba người Lăng Hàn chờ ở đây hai ngày sau đó lặng lẽ rời đi, bọn họ lập tức sử dụng ra hư không thú che đậy thân thể. Xèo, xèo, có ba bóng người xuất. Hiện đế tử Hiên, đế tử Nguyên và một người Lăng Hàn không biết, hiển nhiên cũng là thế hệ Hoàng Kim. Trên người bọn họ có bảo vật che giấu tung tích. Lâm Hiên thản nhiên nói, trước đó hắn đã muốn đánh giết ba người Lăng Hàn, sau khi chạy tới thì ba người mất đi bóng dáng. Ta đến xem. Tên đế tử không biết là ai nói ra. Mi tâm của hắn vỡ ra, một con mắt dọc xuất hiện, trong con mắt bắn ra thần quang bao phủ bốn phía. Hư không nhãn của Minh Huynh có thể phá hết tất cả hư ảo, có thể so với thánh cấp, tin tưởng ở trước mặt của ngươi, ba con sâu kiến kia không có chỗ che giấu chân thân. Đế tử Nguyên vỗ tay cười nói, đế tử Minh cười nhạt, nhìn như không thèm để ý chút nào, hắn càng cao ngạo. Sau khi nhìn xung quanh, hắn không phát hiện ra cái gì, lúc này có chút lúng túng. Đế tử Minh lập tức dâng lên sát ý, hắn vốn không quan tâm tính mạng của ba con sâu kiến, đuổi theo chỉ vì tín vật của Thiên Lạc Thánh Hoàng mà thôi. Sau khi tìm xung quanh lại không thấy ba người Lăng Hàn, hắn thẹn quá hóa giận và tỏa ra sát cơ bao phủ bốn phía. Sâu kiến nho nhỏ dám làm hắn mất mặt, nhưng mà, người đâu? Đế tử Minh nhìn vào sâu trong biển cả, nhưng hắn vừa dò xét thì kêu lên đau đớn, ánh sáng trong con mắt dọc tắt đi. Minh Huynh, đế tử Hiên, đế tử Nguyên đồng thời kêu lên, bọn họ cũng không phải thực sự quan tâm đế tử Minh, mà là đế tử Minh là nhân tuyển tốt nhất tìm ra ba người Lăng Hàn. Đế tử Minh lắc đầu, Thức Hải Thánh Hoàng không thể xúc phạm, hồn quang của ta suýt bị chém giết. Hắn vừa dứt lời, đế tử Hiên cùng đế tử Nguyên đều nghiêm túc, bọn họ đang ở trong thi thể đại đế. Cho dù bọn họ có phải thế hệ Hoàng Kim hay không, ở trước mặt đế uy, bọn họ chỉ là sâu kiến. Bọn họ không cam tâm. Sau khi đi tìm vài vòng, bọn họ đành phải bất đắc dĩ quay về. Mà lúc này, ba người Lăng Hàn tiến vào trong nước biển. Bọn họ không có chui vào biển. Sâu, chỉ dùng nước biển bao phủ thân thể mà thôi. Quả nhiên, nước biển có thể che lấp hành tung của chúng ta. Lăng Hàn cười nói. Thức hải của đại đế, dù đã chết cũng có uy năng to lớn. Đại Hắc Cẩu cũng gật đầu, sau đó đột nhiên nói. Tiểu Hàn tử, ngươi nói biển máu thần bí có vô số thi thể thánh nhân. Có thể là thức hải của đại đế hay không? Lăng Hàn trầm ngâm, đó là bí ẩn không có lời giải đáp, ngay cả thánh nhân mang theo đế binh xuống dưới cũng gánh không được. Là thức hải đại đế sao? Có lẽ vị đại đế này thích giết chóc, giết nhiều thánh nhân như vậy làm gì? Hơn nữa, một thời đại tuyệt đối không có khả năng có nhiều thánh nhân như thế, có lẽ đã tích lũy vài chục thời đại. Vấn đề là, cho dù là đại đế có thể sống thời gian dài như thế không? Cho nên, bí ẩn này không người hiểu ra, trừ phi xuất hiện một vị đại đế mới, có thể một mình giết vào trong và tìm hiểu rõ huyền bí. Lăng Hàn không nói thêm gì lời nào, hắn tiến vào thế giới mai rùa, bắt đầu diễn dịch tình cảm cuối cùng trong thất tình. Sợ hãi. Hắn rất ít khi gặp chuyện làm hắn sợ hãi, cho nên
hắn dùng thời gian rất lâu mới tìm được cảm xúc. Lúc này có mấy cột sáng đánh tới ba, Lăng Hàn lập tức rời khỏi mai rùa thế giới. Sau đó hắn phát hiện mai rùa chính mình bắt đầu chuyển động. Một đạo hoa văn đang biến hóa, dường như đang giảng giải đạo lý trí cao vô thượng nào đó. Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu đồng thời tiến tới, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hắn. Đế Kinh, qua thật lâu, bọn họ kêu lớn. Thì ra, kỳ thật Đế Kinh vẫn ở trên người của bọn họ nhưng thần vật tự ẩn giấu, nó sẽ không hiển hóa. Chỉ tới khi Đế Thi xuất hiện và dùng 7 loại cảm xúc diễn dịch, từ đó Đế Kinh mới xuất thế. Cũng có khả năng, Đế Kinh nằm trong thi thể Đại Đế, mai rùa chỉ là một vật dẫn, cần thông qua 7 cửa khảo nghiệm mới có thể thông qua mai rùa hiển hóa xuất hiện. Ân, suy đoán đằng sau càng hợp lý. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, sau đó hắn vội vàng áp chế các loại tạp niệm, toàn bộ tinh thần đều chú ý vào Đế Kinh. Đế Kinh, đây là tâm huyết của Đại Đế, là tổng kết con đường thành đạo của bản thân, cho nên tu luyện Đế Kinh, khả năng thành thánh cao hơn công pháp thánh nhân một mảng lớn. Nhưng mà, hoàn toàn lâm vào trong Đế Kinh sẽ không có khả năng thành đế. Con đường đã có người đi qua, ngươi chỉ mô phỏng theo, thiên đi sẽ không chiếu cố dạng người mô phỏng kẻ khác. Cho nên, đối với người có hy vọng thành đế mà nói, Đế Kinh chỉ có thể làm tham khảo. Lăng Hàn sử dụng Đế Kinh làm thủ đoạn thôi động đế thuật, chỉ là vì tăng cường chiến lực mà thôi. Thu hoạch được Đế Kinh sẽ bù đắp nhược điểm chiến lực không đủ của hắn. Ròng rã 3 ngày sau, mai rùa mới diễn dịch toàn bộ Đế Kinh, sau đó nó bắt đầu diễn dịch thứ hoàn toàn mới. Lần này là đế thuật. Thiên Lạc Thánh Hoàng năm đó trấn áp hắc ám, chiến lực được công nhận là 3 người mạnh nhất, hắn sáng tạo đế thuật mạnh mẽ cỡ nào? Băng Nguyệt Đao. Đây là đệ nhất môn đế thuật, nhưng cũng không phải là đao pháp, đạt tới cảnh giới như đại đế, bọn họ đã không cần bị ngoại vật ảnh hưởng, có thể sử dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí. Cho nên, Băng Nguyệt Đao là một loại thuật, có thể thông qua quyền thuật, trường pháp để diễn dịch, lúc đánh ra một kích sẽ hóa thành thiên đao chém chết tất cả. Sau Băng Nguyệt Đao, mai rùa lại bắt đầu diễn hóa Đế Kinh một lần nữa. Chỉ có một môn đế thuật, Đại Hắc Cẩu cảm thấy không cam lòng. Lăng Hàn cười một tiếng, nếu là tuyệt chiêu, một môn là đủ. Ha ha, lại so một lúc, ai là người đầu tiên nắm giữ Đế Kinh? Tiểu Thanh Long lập tức nói, tốt, 3 người bọn họ đều ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu Đế Kinh. Nhưng mà Đế Kinh thật sự quá khó hiểu, đây chính là con đường thành đạo của Đại Đế áp xúc thành kinh văn, bọn họ cần phải tìm hiểu thật lâu mới được. Các bạn đang nghe chuyện thần đạo, đan tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần đạo đan tôn chương 4666, trùng tư bốn cảnh. Đột nhiên Lăng Hàn lại có cảm ngộ, vì cái gì dập khuôn Đế Kinh không thành được Tổ Vương? Bởi vì Đế Kinh không cách nào hoàn toàn giải thích đại đạo của Tổ Vương, có chút đồ vật huyền diệu không cách gì thông qua ngôn ngữ thậm chí hình thức phù văn nói rõ, chỉ có thể do chính mình thể ngộ. Cho nên, Đại Đế đều là tự tìm hiểu, sẽ không có ai nhận dạy dỗ có thể thành Đại Đế. Hắn áp chế suy nghĩ như vậy, hắn chú tâm tìm hiểu huyền diệu của Đế Kinh. Thiên Lạc Thánh Hoàng xuất thân quy tộc, theo lý mà nói, huyền vũ thuộc thổ, hắn càng nên am hiểu đạo tắc thổ hệ, trên thực tế Thánh Hoàng lĩnh hội đạo tắc thủy hệ, hơn nữa còn đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà thánh nhân vận dụng đạo tắc, Đại Đế lại dùng đạo tắc nghiền ép, cho nên, đến cảnh giới Đại Đế, bất cứ đạo tắc gì cũng có thể hạ bút thành văn, đạo tắc có gì khác nhau chứ? Tất cả như trăm sông đổ vào một biển. Đế Kinh là con đường thành đạo của Đại Đế, cũng không phải cảm ngộ lúc đỉnh phong của Đại Đế. Lăng Hàn ngồi bất động như đá, hắn ngồi như thế suốt 2 tháng, hắn không có chút đầu mối nào, Đế Kinh giống như một bản thiên thư, hắn thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Nó giống như con rùa đen, mặc ngươi khí lực lớn hơn nữa cũng không có biện pháp dùng lực. Lăng Hàn nhổ nước bọt một câu, sau đó loại bỏ tất cả tâm tình tiêu cực, hắn sử dụng lục tự minh vương chú thanh lọc tâm thần, hắn bắt đầu lại từ đầu. Lại 3 tháng qua đi, Lăng Hàn cũng có một ít lĩnh ngộ, sau đó hắn cảm ngộ không ngừng, cuối cùng hắn đã hoàn toàn nắm giữ Đế Kinh. Hắn bắt đầu trùng tư từ trúc cơ, lập chí tu luyện bất cứ cảnh giới nào cũng phải đạt tới cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết. Một bước này rất nhanh, vẻn vẹn 3 ngày sau, hắn đã hoàn thành tu luyện trúc cơ, bước vào chú đỉnh. Lăng Hàn bỏ ra thời gian 9 ngày để tu hành chú đỉnh cảnh, sau đó hắn lại bước vào sinh đan. Lần này hắn dùng thời gian nửa tháng, cuối cùng hắn lại đạt đến chân ngã cảnh,
hắn lại tốn thời gian một tháng tu đến chân ngã đệ nhất hình đỉnh phong. Lần này, hắn tu hành tất cả cảnh giới tiên đạo của mình theo đế kinh. Ta cảm giác bí lực của mình thiếu đi một nửa. Lăng Hàn cảm ứng một chút, nhưng mà bí lực của ta càng cô đọng hơn trước, sức chiến đấu của ta lại mạnh hơn mấy phần. Đối với Lăng Hàn mà nói, hắn không lo sẽ dùng hết bí lực, cho nên dùng tổng lượng đổi chất lượng, hắn sẽ vui vẻ. Không hổ là đế kinh. Lăng Hàn gật đầu, phải biết trước đó nhưng hắn dùng công pháp thánh cấp rèn luyện bí lực, sau khi sửa tu đế thuật lại có thể tiến bộ nhiều như vậy, nói rõ đại đế không chỉ mạnh hơn thánh nhân một chút. Nhưng mà, đế kinh có tới 8 thiên, cao nhất chính là thánh nhân thiên, nhưng cũng không có đối ứng đại đế thiên. Cũng phải, người dập khuôn theo đế kinh không thể thành đại đế, như vậy, lưu lại đại đế thiên có ý nghĩa gì? Ta lại tu hành băng nguyệt đao. Lăng Hàn lấy ra mai rùa, lúc trước hắn liên tục thôi diễn đế kinh, đã sớm quên băng nguyệt đao là thứ gì, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Hắn nhìn một chút, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đang đau khổ suy diễn, hiển nhiên hắn đã thắng trong tỉ thí ngộ tính. Mai rùa vận chuyển, nhưng nó vẫn diễn dịch đế kinh, Lăng Hàn lại không thể thúc giục, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, hắn bắt đầu lĩnh ngộ băng nguyệt đao. Đế thuật là một loại vận dụng của đế kinh, cho nên nắm giữ đế kinh tương đương nắm giữ căn bản, từ đó dễ dàng học được đế thuật. Chỉ 9 ngày sau, Lăng Hàn đã có manh mối. Xoát, hắn vung trưởng như đao, một thanh thiên đao xuất hiện và chém vào nước biển. Bành, một đao kia chém vào biển rộng, biển cả bị xé ra một lỗ thủng lớn giống như đó cũng không phải nước, mà là một khối đậu hũ, hai bên nước biển đóng băng. Có thể nhìn thấy đạo tắc rung động, lực phá hoại thật sự đáng sợ, phải biết đây chính là thức hải của đại đế. Chỉ trong nháy mắt sau đó, đóng băng tan rã, biển cả bình phục, tất cả khôi phục như thường. Trong nháy mắt tiếp theo, mai rùa phát sáng, một tia sáng bao phủ Lăng Hàn vào trong. Cảnh này giống như từng quen biết. Lăng Hàn vội vàng vươn tay, hắn nắm lấy Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu. Quả nhiên, xèo, mai rùa dùng tốc độ bay đi cực nhanh, giống như lần trước bọn họ bị mang vào tinh không. A, à, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đang lĩnh hội đế kinh, bọn chúng bị tốc độ cực nhanh đánh thức, bọn chúng há to miệng kêu gào thảm thiết. Mẹ nó, lại tới. Xèo, chỉ trong nháy mắt mà thôi, bọn họ đã bay ra khỏi thi thể Thánh Hoàng, cũng đáp xuống tinh thể. Sau đó Lăng Hàn thả tay ra, mai rùa liền bay ra ngoài, một lần nữa bay vào trong thi thể Thánh Hoàng. Hiu hiu hiu, một bóng người bị ném ra ngoài, đó chính là đế tử lưu lại trong thi thể Thánh Hoàng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy thi thể Thánh Hoàng đang thu nhỏ nhanh chóng, nhỏ đến mức mắt thường không thấy được nữa. Chỉ có tôn giả cùng thánh nhân mới có thể nhìn thấy, thi thể Thánh Hoàng biến thành một người bình thường, trong ngực ôm lấy mai rùa. Sau đó toàn thân phát sáng, reo, không gian phá vỡ, hắn trực tiếp biến mất, sau đó khe nứt không gian khép kín, tất cả khôi phục như bình thường. Lúc này đế uy ngập trời cũng biến mất. Lăng Hàn hiểu ra, Thiên Lạc Thánh Hoàng đã hoàn thành chấp niệm cuối cùng, hắn đã truyền công pháp, thế là hắn cũng chôn mình trong hư không. Oa, đám Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu nôn mửa như điên, mẹ nó lại tới một lần nữa, bọn họ ăn không ít đau khổ. Đi mau, Lăng Hàn nắm lấy hai người bọn họ và phát động tinh bộ, hắn đi tới truyền tống trận và rời đi đầu tiên. Uy hiếp của Thánh Hoàng đã biến mất, tin tưởng những đế tử kia khẳng định sẽ gây phiền phức cho hắn. Hiu hiu hiu, bọn họ liên tục xuyên qua mấy cái tinh vực, Lăng Hàn mới ngừng lại. Chuyến này, bọn họ đạt được đế kinh và một môn đế thuật, có thể nói đã kết thúc hoàn mỹ, trừ Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu bị nôn hai lần. Tiểu Hàn tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Về Phật tộc sao? Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long hỏi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, về Phật tộc xem sao, chúng ta rời đi thật lâu, cũng nên quay về nhận tài nguyên tu luyện. Hì hì. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều cười mờ ám. Nếu có một ngày Phật tộc Tây Thiên vực biết rõ thân phận chân thực của bọn họ, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Nhưng mà, chúng ta đạt được tín vật Thánh Hoàng đã bại lộ, quay về Phật tộc có thể bị người ta nhắm vào hay không? Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Lăng Hàn gật đầu, không bài trừ khả năng như vậy, dù sao Phật tộc Tây Thiên vực cũng không tính là cường thế cỡ nào, những đế tộc kia dám tạo áp lực. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ đạt được tín vật của Thánh Hoàng mà thôi, có ai nói chúng ta nhất định đạt được đế kinh? Đúng rồi, chúng ta không có đạt được đế kinh, những đế tử kia tới trước chúng ta, ngay cả giáo chủ cũng không có thu hoạch gì, huống chi là chúng ta. Tiểu Thanh Long khoát tay, đi, trở về.
bọn họ bắt đầu xuyên thẳng qua tinh không, bỏ ra thời gian gần 2 tháng, cuối cùng cũng quay về vô cấu tinh. Trong thời gian này, bọn họ thỉnh thoảng liên kết tinh võng chú ý tình thế biến hóa, nhưng tất cả đế tộc đều giữ vững im miệng không nói, cũng không có phát ra tiếng nào. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4667, Đế Tộc Mời. Sau khi Lăng Hàn trở lại vô cấu tinh, chuyện thứ nhất chính là đi nhận tài nguyên tu luyện. Thời gian lâu trôi qua như vậy, hắn cũng có cơ sở ổn định, có thể đột phá đệ nhị hình. Những tài nguyên tu luyện này vừa vặn có thể trèo chống giúp hắn bước ra một bước. Trở lại trong phòng, Lăng Hàn bắt đầu bế quan, xung kích chân ngã đệ nhị hình. Đệ nhất hình là tượng đất, đệ nhị hình là thạch thai. Đây là linh hồn một lần lột xác. Bên người Lăng Hàn đổ đầy tài nguyên tu luyện, có đạo thạch, cũng có thiên tài địa bảo. Hắn hít sâu một hơi. Đạo thạch ảm đạm, thiên tài địa bảo cũng mất đi ánh sáng, tinh hoa bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Tố thạch thai, Lăng Hàn quát một tiếng, hủy diệt chân ngã là cái đầu tiên, từ tượng gỗ bắt đầu tiến quân thạch thai. Ông, ở đạo tắc bao phủ quanh người hắn. Xây dựng tượng gỗ là một quá trình, chỉ cần lấy lạc ấn đạo tắc làm xương cốt, lấy đan chỉ làm huyết nhục, cũng không giao tiếp với bên ngoài. Hiện tại chân ngã cảnh chính là lĩnh hội thiên địa, làm sao có thể vẫn ở trong nội thế giới của bản thân chứ? Cho nên, tố thạch thai nhất định phải dùng thiên địa pháp tắc. Lăng Hàn nhắm mắt lại, hai tay không ngừng vận chuyển bắt lấy đạo tắc, cũng biến chúng thành chất dinh dưỡng cho thạch thai. Đây là tinh thần thể, lấy đạo tắc làm thức ăn. Sau khi thu đủ đạo tắc, tượng gỗ tỏa sáng và phát sinh lột xác về chất. Nó đang đột phá thạch thai. Oanh, năng lượng thiên địa rót vào cuồn cuộn như suối, không ngừng ngưng tụ vào trong hủy diệt chân ngã, chạm vào quá trình lột xác. Thời gian 3 ngày qua đi, quá trình này cuối cùng dừng lại, hủy diệt chân ngã đã biến thành thạch thai. Lăng Hàn cảm thấy tiếc hận, đây là đệ nhị hình mới có nhanh chóng như thế, hắn còn có 8 tượng gỗ cần biến thành thạch thai. Đương nhiên, có thiên tài địa bảo cung cấp, quá trình này cũng rút ngắn thời gian rất nhiều. Cho nên, võ giả khát vọng thiên tài địa bảo không gì sánh được, có lượng lớn tài nguyên cung cấp, cho dù là con lợn cũng biến thành thiên tài, mà không có, cho dù là thiên tài cũng không khác gì người thường. Lăng Hàn xuất quan, hắn đi vào trong núi kiểm tra thực lực của mình bây giờ. Vừa mới đột phá, thể thuật, bí lực đã đạt tới thập ngũ trọng thiên, cả hai liên hợp phát lực, lực lượng nguyên thủy của ta sẽ đạt tới nhị thập trọng thiên. Lăng Hàn tươi cười, hắn chỉ tay điểm ra, ông, hủy diệt chân ngã trong thức hải lập tức ứng hợp, bắt lấy thiên địa đạo tắc, hòa vào một kích của hắn. Bành, một ngọn núi bị hắn đánh nát, đỉnh núi bị chôn vùi và không còn sót lại chút nào. Đây là năng lượng hủy diệt. Lăng Hàn gật đầu, chỉ có đến chân ngã đệ nhị hình, tính đặc thù của chân ngã cảnh mới chính thức thể hiện ra ngoài. Hắn tùy ý một kích, chân ngã thạch thai lập tức ứng hợp, bắt lấy thiên địa đạo tắc gia trì, còn có năng lượng tầng thứ cao gia tăng chiến lực của bản thân. Chiến lực cực hạn của ta đạt tới cấp độ gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn vận chuyển đế kinh, sau đó lại sử dụng băng nguyệt đao, gia trì năng lượng tầng thứ cao hàn băng. Hủy diệt chân ngã cũng bắt lấy đạo tắc tương hợp, oanh, một quyền của hắn đánh về phía trước, thiên đao xuất hiện và bay đi. Oanh, thiên đao chém qua một ngọn núi lớn, tạo thành một hẻm núi cực sâu. Ê! Lăng Hàn cũng phải giật mình, phải biết núi đá nơi này đều bị Phật tộc gia cố qua, cho dù không phải nơi trọng yếu của Phật tộc nhưng dù sao cũng là vô cấu tinh. Một kích này uy lực đạt đến tam thập nhất trọng thiên. Theo lý mà nói, cho dù hắn tu đế kinh, thi triển đế thuật có thể gia trì chiến lực 9 trọng thiên. Như vậy lực lượng nguyên thủy là nhị thập trọng thiên, chiến lực cực hạn chỉ đạt tới nhị thập cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn lại đạt đến tam thập nhất trọng thiên. Đây chính là kết quả hủy diệt chân ngã tham dự. Khó trách, bắt đầu từ chân ngã cảnh, mặc dù lực lượng vô cùng trọng yê, nhưng chiến lực lại giảm xuống rất lớn. Lăng Hàn gật đầu, cho dù hắn không tu thể thuật, chiến lực của hắn sẽ giảm xuống 5 trọng thiên, kém xa một môn đế thuật gia trì chiến lực. Hắn trở về, nhưng có một tiểu sa di đang chờ hắn. Phật tử đại nhân. Tiểu sa di nhìn thấy hắn thì vội vàng nói, Trường Thiên đại nhân cho mời. Lăng Hàn gật đầu, hắn đi. Gặp Thích Trường Thiên. Chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, mặc dù cảnh giới của hắn thấp nhưng địa vị Phật tử siêu nhiên, gần như chỉ dưới 3 vị Bồ Tát,
cho nên hắn không cần phải bày ra thái độ vãn bối với Thích Trường Thiên. Hắn không nghĩ tới đây là quy củ của Phật tộc, Thích Trường Thiên cũng sẽ không cho phép hắn bày ra tư thái của vãn bối. Hắc hắc, mấy đế tộc cử hành buổi đấu giá, mời ngươi đi tham gia. Thích Trường Thiên cười nói, hắn đưa thiếp mời tới. Lăng Hàn tiếp nhận, hắn nói, thủ bút thật lớn. Thiếp mời dùng vỏ thánh thụ làm thành, mực viết thiếp mời dùng máu của tôn giả, trên đó có uy áp cường đại, nếu chân ngã cảnh bình thường đột nhiên cầm lấy sẽ quỳ xuống. Hắn nhìn lướt qua, quả nhiên, đây là một tấm thiếp mời, bốn đế tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội, lưu truyền rộng rãi mời đạo tử, đế tử trong thiên hạ đến tham gia. Hết lần này tới lần khác tổ chức vào thời điểm này, thú vị. Lăng Hàn thì thào, hắn đạt được đế kinh không ai thấy, nhưng trong nội tâm đám đế tử như Lâm Hiên đã có hoài nghi, sẽ cho rằng hắn đạt được đế kinh. Dù chỉ là hoài nghi, với tầm quan trọng của đế kinh, bọn họ cũng nguyện ý thăm dò một chút. Mặc dù Phật tộc Tây Thiên vực không có phân lượng nặng như đế tộc, nhưng dù sao cũng là một chi nhánh của Phật tộc. Tin tưởng các đế tộc khác cũng không dám làm loạn, ít nhất phải có lý có cứ mới có thể chất vấn hắn. Tốt, đi xem một chút. Lăng Hàn hiện tại cần gấp thiên tài địa bảo gia tăng tu vi, nếu đế tộc cử hành đấu giá hội, trong đó chắc chắn sẽ có không ít thứ tốt. Hắn thu hồi thiếp mời, lại chào Thích Trường Thiên một câu hắn, liền trở về chỗ ở. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu muốn tham gia nhưng bọn họ đang thời điểm then chốt lĩnh hội đế kinh, Lăng Hàn không muốn cắt ngang lĩnh ngộ của bọn họ, cho nên hắn sẽ đi một mình. Đây là thịnh hội đế tử tham dự, Phật tộc Tây Thiên vực cũng xem trọng, do Long Tượng Bồ Tát đi cùng, trực tiếp sẽ mở không gian mang theo Lăng Hàn đi tới Lưỡng Tham Tinh. Lưỡng Tham Tinh, đây là chủ tinh của Thất Diệu đế tộc, đấu giá hội lần này được cử hành tại đây. Lăng Hàn nhanh chóng gặp được người quen, Trình Khánh, đế tử của Thiên Linh đế tộc, nhưng vị đế tử này không có bảo lưu ký ức trong Chân Long Uyên, ánh mắt đảo qua người Lăng Hàn rồi rời đi. Cho dù hắn bảo lưu cũng vô dụng, hiện tại hình dáng tướng mạo và linh hồn ba động của Lăng Hàn đã thay đổi, hắn nhận ra được mới là việc lạ. Còn có tỷ muội Chỉ Mộng Hàm, Chỉ Mộng San, gia hỏa nín nhịn như chỉ đáo, mấu chốt là hắn còn nhìn thấy thứ quen thuộc nằm trong ngực Chỉ Mộng San. Sắc Chư bị Tiểu La Lị ôm, nó cảm thấy dễ chịu không gì sánh kịp, còn thỉnh thoảng ủi ủi ngực của Tiểu La Lị. May mắn Tiểu La Lị còn chưa phát dục, bằng không chính là quấy rối cực kỳ nghiêm trọng. Khốn kiếp, tại sao Sắc Chư lại ở chỗ này? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4668, Đinh Thụ Phát Uy. Địa vị của Sắc Chư vô cùng thần bí. Nó rõ ràng không có một chút chiến lực nào, hơn nữa còn có các loại thương tổn, thần kỳ đến mức rối tinh rối mù. Gia hỏa này cũng đi theo Lăng Hàn tới Cửu Dương Thánh Địa, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nó lại đột nhiên biến mất. Cho tới giờ phút này, nó lại bị Chỉ Mộng San ôm vào trong lòng, đây chính là việc làm Lăng Hàn giật mình. Đúng lúc này, Tiểu Sắc Chư cũng nhìn lại, nó nhìn chăm chú vào Lăng Hàn, sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu ra, giống như đang nói, tiểu tử, cho dù ngươi đổi túi da mới, đại gia vẫn nhận ra ngươi. Lăng Hàn không nghĩ bại lộ thân phận, hắn xoay người qua đi. Lúc xoay người hắn lại gặp một người quen cũ. Phật tử Bắc Thiên vực Thích Thiên Vận, đương nhiên, thân phận chân thật của hắn chính là bá chủ nguyên thế giới khác, Đinh Thụ. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, Đinh Thụ lập tức tươi cười và nói, Lăng Hàn, mẹ nó. Lăng Hàn muốn bóp chết hắn, có phải ngươi cố ý đúng không? Nghe được hai chữ Lăng Hàn, người xung quanh lập tức tìm kiếm khắp nơi. Lăng Hàn dám xuất hiện, bọn họ không có khả năng tìm ra Lăng Hàn. Đinh Thụ lập tức bị vô số người nhìn chằm chằm vào, sắc mặt mỗi người bất thiện, muốn hắn cho một lời giải thích. À, tùy tiện gọi mà thôi, Đinh Thụ lười biếng nói ra. Ngươi không biết ác tặc kia chính là công địch của đế tộc hay sao? Thạch Nguyên Trần lập tức nói ra, hắn suýt nữa bị Lăng Hàn giết chết, tự nhiên hận Lăng Hàn thấu xương. Uy, ngươi khi nào đại biểu cho đế tộc? Tiểu La Lị tóc bạc lập tức phản đối, chí ít, Đông Lâm đế tộc chúng ta cũng không cho rằng Lăng Hàn là địch nhân, ngược lại hắn là tỷ phu tương lai của ta đấy. Ôi, Tiểu La Lị nhất thời nhanh miệng nên bị trấn áp, bị Chỉ Mộng Hàm cốc đầu. Chỉ Mộng Hàm, ngươi không nên cốc đầu ta, sẽ biến thành đần đấy. Tiểu La Lị kháng nghị, sau đó hai tay ôm đầu, tỷ phu ơi, ngươi ở chỗ nào, mau tới thu hung bà nương này đi. Tất cả mọi người im lặng,
xem ra tiểu nha đầu này là kẻ hãm hại tỷ tỷ chuyên nghiệp. Ngậm miệng, Chi Mộng Hàm đỏ mặt, cũng bắt đầu trấn áp ra hỏa hãm hại tỷ tỷ. Thạch Nguyên Trần đặt lực chú ý lên người Đinh Thụ, xin lỗi. Ha ha, xin lỗi. Đinh Thụ móc móc tai, ngươi là dễ hành gì? Ê! Tất cả mọi người kinh ngạc, Lăng Hàn kiệt ngạo bất tuần, hắn không tuân theo đế tộc, cho nên hắn lâm vào cảnh lưu vong thiên nhai, ngươi chỉ là Phật tử Bắc Thiên vực nho nhỏ cũng dám dẫm lên vết xe đổ. Phật tộc thật sự châu bò, không có một đế tộc nào nguyện ý trêu chọc, nếu chỉ là phân bộ Bắc Thiên vực, có ai đặt trong lòng chứ? Xem ra, Phật tộc Bắc Thiên vực sắp đổi Phật tử mới, Tư Kiệt lạnh lùng nói. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Đinh Thụ, thật sự to gan lớn mật, hắn phất tay nói, có năng lực thì tự mình đánh bại Lăng Hàn, dùng thế lực sau lưng đi đè người, ha ha. Việc này chẳng khác gì chỉ vào mặt các đế tử mà chửi, nhưng khi đó Lăng Hàn giống như đại ma vương, tâm lý của bọn họ sinh ra bóng ma rất lớn. Hừ, ác tặc kia chỉ ỷ vào tu hành thể thuật mới có thể vượt qua trong cảnh giới sinh đan một chút, nhưng bây giờ là thời đại của chân ngã cảnh, ưu thế thể thuật không còn. Quan Nguyên Minh thản nhiên nói, trong lời nói tràn ngập xem thường Lăng Hàn. Các đế tử đều gật đầu, bọn họ đã bước vào chân ngã cảnh, có thể chủ động vận chuyển đạo tắc ra trì chiến lực. Hơn nữa đế thuật bắt đầu từ chân ngã cảnh sẽ bộc phát uy năng khác biệt. Nếu gặp lại Lăng Hàn, bọn họ có tự tin sẽ đánh thắng. Đinh Thụ cười ha ha, Lăng Hàn bị các ngươi làm lưu lạc thiên nhai, không có khả năng lại xuất hiện, tự nhiên là mặc các ngươi nói thế nào. Thế nào, ngươi còn không phục sao? Thạch Nguyên Trần điềm nhiên nói. Trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi mà thôi, làm gì có chuyện phục hay không phục. Đinh Thụ lắc đầu, hắn cười nói với Thạch Nguyên Trần, ta chuyên trị các loại, không phục, đến đây, ta đánh cho ngươi phục. Nếu không phải người này lớn lên không giống Lăng Hàn, cho dù là tướng mạo hay linh hồn ba động, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là Lăng Hàn ngụy trang, bằng không sẽ có kẻ nào ngu xuẩn vì nói chuyện thay Lăng Hàn đi đắc tội đế tộc. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, bởi vì Đinh Thụ biết rõ thân phận của hắn lại còn muốn cướp ra mặt, gia hỏa này muốn làm gì. Thạch Nguyên Trần giận dữ, trong lòng của đế tộc, Phật tử bốn đại thiên vực căn bản không đủ tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ, nhiều lắm chỉ mạnh hơn đạo tử của thánh địa mà thôi. Hiện tại, Đinh Thụ lại dám khiêu chiến hắn, thật sự không biết trời cao đất rộng. Hắn lạnh lùng nói, hắn cất bước đi tới. Lăng Hàn quá biết chọc người, hiện tại xuất hiện kẻ dám chọc đế tộc, đáng giận hơn là người này còn dám khiêu khích mình. Nếu không giáo huấn đối phương một lần, hắn phát tiết giận dữ thế nào? Đinh Thụ vẫn uể oải, giống như không có đặt đế tử trong lòng. Trong mắt của mọi người, bọn họ cho rằng đây là kẻ điên cuồng, Thạch Nguyên Trần chính là đế tử, có ai dám chọc hắn chứ? Ngươi cho rằng chính mình là thế hệ hoàng kim sao? Chỉ có Lăng Hàn biết rõ, Đinh Thụ tuyệt đối có thực lực như vậy, hắn không phải thế hệ hoàng kim, nhưng có khả năng còn mạnh hơn cả thế hệ hoàng kim. Vừa rồi Đinh Thụ cũng tán thành bản thân hắn, bởi vì theo Lăng Hàn, hắn quá giống Đinh Thụ. Ngươi lập tức quỳ xuống đất sám hối, Thạch Nguyên Trần lạnh lùng nói, rốt cuộc hắn đã xuất thủ. Oanh, hắn xuất ra một chưởng như cự chùy màu đỏ nện xuống đầu Đinh Thụ. Hắn cũng bước vào chân ngã cảnh đệ nhị hình, cự chùy màu đỏ là đạo tắc hình thành, tự nhiên có thể bổ sung năng lượng tầng thứ cao, uy lực cự chùy vô cùng khủng bố. Đinh Thụ lắc đầu, nói thầm, quá yếu. Bành, hắn xuất ra một chưởng, thân thể Thạch Nguyên Trần bay ra ngoài. Móa. Thời điểm hắn nói thầm, tất cả mọi người còn cảm thấy hắn đang trang bức, nhưng nhìn thấy Thạch Nguyên Trần bị một kích đánh bay, lưng của mọi người lạnh lẽo. Trời, đây là quái vật như thế nào? Đường đường đế tử, thế mà bị một kích đánh bay, là gia hỏa này cảnh giới quá cao. Không không không, tất cả mọi người là lắc đầu, Đinh Thụ đã đạt tới chân ngã đệ nhị hình. Đây mới là điểm kinh khủng nhất, cùng giai đánh bại đế tử, tê, gia hỏa này mạnh đến mức sôi người. Lăng Hàn, có mấy đế tử đều hô lớn. Trừ phi Lăng Hàn, trên đời này làm sao có gia hỏa thứ hai khủng bố như thế. Nhưng cho dù hình dáng tướng mạo hay linh hồn ba động, gia hỏa này khác biệt Lăng Hàn. Hơn nữa, Lăng Hàn to gan lớn mật cũng bị đế tộc truy nã, còn dám đường hoàng chạy tới đây sao? T. Trên đời này còn có yêu nghiệt có thể sánh ngang với Lăng Hàn. Các đế tử buồn bực không gì. Sánh kịp, thật vất vả tiến vào chân ngã cảnh, thật vất vả mới đá Lăng Hàn ra khỏi cục diện hiện tại. Thế hệ này chính là thiên hạ của đế tử, hiện tại chưa qua bao lâu đã có kẻ yêu nghiệt xuất hiện. A, nơi xa, Thạch Nguyên Trần giết trở về,
hắn cực kỳ tức giận. Bành! Hắn còn chưa lao tới đã bị một cước đá bay. Lăng Hàn ra tay rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 466 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.